Ok, câu số 81 đề chuyên Vinh lần 1 năm 2019. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Đề bài hỏi số phát biểu sai. Đề bài hỏi số phát biểu sai. Glucose được dùng để tráng gương, tráng ruột phích và làm thuốc tăng lực. Cái này đúng hay sai? Tráng gương này, tráng ruột phích, làm thuốc tăng lực. Cái này chính xác đúng không? Thành phần chính của cồn 75 độ mà trong y tế thường dùng để sát trùng là methanol. Đúng không ạ? Có đúng không ạ? Cái này đúng không ạ? Cái này sai đúng không? Cái này là gì? Ethanol. Để ủ hoa quả nhanh chín và an toàn hơn, có thể thay thế CH2 bằng CH4. Đúng ạ, cái này thì chắc chắn chính xác, đúng không? Hàm lượng tinh bột trong ngô cao hơn trong gạo. Sai lè đúng không? Trong gạo phải cao hơn trong ngô. Nhá. Sai. Được chưa? Vậy là hai cái sai, hai cái đúng rồi. Sang bên này nào. Axit glutamic là thuốc ngăn ngừa và chữa trị các triệu chứng suy nhược thần kinh, mất ngủ, nhức đầu, ù tai, chóng mặt. Cái này chính xác. Vậy là chúng ta chỉ có mấy cái sai đó, hai cái sai đúng rồi, chính xác. Ok ạ. Mình có hai cái phát biểu sai, đáp án đúng mình là đáp án B bỏ. Ok. Chúng mình thấy là có rất nhiều bạn comment đúng đấy. Là mình sang câu số 82 ạ. Hôm nay là cái buổi mà học là những cái phần về đếm nhận định cực kỳ dễ sai dành cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu rất là kinh điển. Rất là mong muốn là các bạn hãy chia sẻ lại video này, bởi đây một buổi học free ạ, và giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Câu số 82. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là. Thủy phân triolein thì thu được ethylene glycol. Cái đấy đúng hay sai ạ? Thủy phân triolein thì thu được ethylene glycol. Sai đúng không ạ? Phải thu được glycerol nhá. Tinh bột bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzyme. Tinh bột thì bị thủy phân khi có xúc tác axit hoặc enzyme. Cái này chính xác đúng không? Thủy phân vinyl formate. Vinyl format là HCOOCH nối đôi CH2 thì thu được hai sản phẩm đều có phản ứng trắng bạc. HCOOH cộng với lại CH3CHO thì đúng là thu được cả hai sản phẩm đều phản ứng trắng bạc, HCO và CHO. Đúng không? Cả hai thằng này đều phản ứng trắng bạc, C đúng. Ok. Trùng ngưng axit epsilon amino caproic thu được polycaproamid, cái này chính xác nhá. Chính xác ạ. Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt được, cái này đúng không ạ? Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt được ba dung dịch alanin, lysin, axit glutamic, cái này đúng hay sai ạ? Chỉ dùng quỳ ạ. Alanin thì có một nhóm CH và một nhóm NH2, đúng không ạ? Thì làm sao ạ? Không đổi màu nhá, quỳ không đổi màu. Không đổi màu. Lysin thì có một nhóm CH, hai nhóm NH2, đổi màu thành màu xanh đúng không? Axit glutamic thì thành màu đỏ. Vậy là phân biệt được. Chính xác. Phenylamin. Phenylamin thực ra nó chính là C6H5NH2. Được chưa? Ít tan trong nước nhưng mà tan tốt trong dịch HCl. Anh này là không tan trong nước chứ không phải là ít tan nhé. Chỗ sai là tan ít ạ. Nó phải là không tan trong nước nhưng tan tốt trong HCl. Vậy ở đây mình có số phát biểu đúng là 1 1 ạ. 2 ạ. 3 4, chúng ta có tổng cộng là 4 phát biểu đúng các bạn nhé. Mình có 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án A. Rất nhiều bạn bị nhầm ở chỗ G này. Chỗ G này là phenylamin tan ít là chết. Phenylamin là không tan trong nước. Hãy cẩn thận với những đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Nhìn thấy không? Trung học phổ thông quốc gia 2018. Lừa chúng ta một phát tí chết luôn. Câu số 83. Câu số 83. Đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đây. Thực hiện các thí nghiệm sau. Nhớ nha, theo dõi kỹ thầy giải, đừng để bị lừa. Được chưa? Comment đáp án để nhớ, một lần nhớ, một lần comment là một lần nhớ. Câu 83. Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được muối sắt 2 là. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt 2 là. Vậy ở đây này, magie dư vào FeCl3 thì có phải mình thu được magie 2 cộng cộng với lại Fe2 cộng không ạ? Nhưng do magie dư nên là sắt 3 cộng hết, nên lúc này mình lại có magie cộng với lại sắt 2 cộng để tạo thành magie2 cộng cộng với lại sắt, và do magie dư nên sắt 2 cộng hết nhá. Vậy ở đây không thu được muối sắt 2. Sắt 2 cộng hết rồi làm gì còn muối sắt 2? Đốt cháy Fe trong khí clo dư thì có phải mình sẽ thu được là FeCl3 không ạ? Đúng ạ, không có muối sắt 2. Vứt tiếp. Cho bột Fe3O4 vào H24 đặc nóng dư, do đây là H24 đặc nóng nên sắt lên số xóa cao nhất Fe2 SO4 tất cả 3 lần. Vứt tiếp. Được chưa? Cho bột sắt vào AgNO3 dư. Cho bột sắt vào AgNO3 dư thì có phải mình sẽ có là
Fe cộng với bạc cộng thì tạo thành Fe2 cộng cộng với lại bạc không ạ? Nhưng rất tiếc ở đây bạc cộng dư nên nó lại xảy ra phản ứng tiếp theo là sắt 2 cộng cộng với lại bạc cộng thì nó tạo thành sắt 3 cộng cơ. Cộng với bạc cơ. Đúng không ạ? Vì vậy nên là bỏ tiếp. Cho bột sắt dư và H2O3 loãng thì đáng nhẽ là sắt và H2O3 thì sắt lên sắt dương 3 đúng không ạ? Nhưng mà đây là bột sắt dư nên là chỉ tạo thành sắt dương 2 thôi, E đúng, muối sắt 2. Cho bột FeO vào KHS4 thì ở đây mình có FeO là bazơ này, đây là axit này, tạo thành muối sắt 2, chính xác. Vậy sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được muối sắt 2 là thì mình chỉ có mấy thôi ạ? E và G. E và G vậy mình chỉ có hai cháu, đáp án đúng là đáp án B, bỏ hai cháu. Ok ạ, cả nhà hiểu không ạ? Cả nhà phải nhìn kỹ cái câu 83 này nhé, tránh để bị sai lầm linh tinh nhé, được không ạ? Nào mình sang câu 84 nào. Câu 84 đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ạ. Câu 84 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là, ở đây đề bài hỏi số phát biểu đúng ạ. Theo các em nghĩ thì ở cái câu 84 này thì có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Cả lớp cũng comment này xem nào. Học hành nhiệt tình lên chưa? Nhiệt điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ thu được khí hydro ở cátốt, cái này đúng hay sai ạ? Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ thu được hydro ở cátốt, cái này chính xác đúng không? Dùng khí CO dư khử CuO đun nóng thu được kim loại đồng. CO thì khử được CuO đúng không? Hoàn toàn chính xác. Để hợp kim sắt niken ngoài không khí ẩm thì kim loại niken bị ăn mòn điện hóa. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa. Vậy sắt đứng trước. Đúng chưa? Vậy sắt phải là anốt. Thế để ngoài ẩm thì anốt bị ăn mòn. Đúng không? Anốt bị ăn mòn mòn vậy là gì ạ? Vậy là sắt bị ăn mòn. Được chưa? Chứ không phải là niken bị ăn mòn. Bỏ C sai. Ok. Dùng dung dịch Fe2SO4 3 lần dư có thể tách bạc ra khỏi hỗn hợp bạc và đồng. Thế thì đây là sắt 3 cộng thì không phản ứng với bạc, nhưng sắt 3 cộng thì phản ứng với đồng. Chính vì vậy nên sắt 3 cộng hòa tan đồng thì còn bạc. Thì đúng là cái việc mà tách bạc ra khỏi hỗn hợp bạc và đồng là chính xác. Chính xác. Cho sắt dư vào dịch AgNO3 cho phản ứng thu được dung dịch chứa hai muội. Chú ý ở đây là sắt dư. Thế mình sẽ có phản ứng là Fe cộng với lại bạc cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng với lại bạc. Đúng không? Do sắt dư nên bạc cộng hết. Vậy dung dịch mình thu được muối là gì ạ? FeNO3 hai lần. Chỉ có mỗi mình là ngày thôi ạ, bởi vì là AgNO3 hết, bởi vì sắt dư nên là chỉ có một muối chứ hai muối là sai. Đấy, phải tỉnh vào nhá, phải tỉnh đòn nào. Cực kỳ tỉnh đòn. Vậy mình có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? A đúng, B đúng, D đúng. Vậy mình chỉ có A, B, D là đúng thôi ạ. Được không ạ? Sắt 3 cộng không hòa tan được bạc, hòa tan được đồng mà. Ok, cả nhà hiểu không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? D, 3 phát biểu đúng. D, 3 phát biểu đúng. Ok ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi buổi học và comment nhiệt tình đáp án ngày hôm nay ạ. Rất là mong muốn là các bạn hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn sợ lý thuyết của các cháu ở đây vậy ạ. Câu số 85 ạ. Đấy thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Câu số 85, đấy là những cái câu này tự nhiên não nó thông ra luôn đúng không? Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là, lưu ý nhé, sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là, đầu tiên mình có Ba2 cộng, ăn S42 trừ, thì chắc chắn mình có kết tủa BaSO4. Một cháu đúng không? Thứ hai mình có gì ạ? Đây, anh này có ion OH trừ, ăn sắt CO3 trừ thì có phải mình được CO3 2 trừ không? CO3 2 trừ ăn canxi 2 cộng mình thu được kết tủa CaCO3 không? Hai cháu kết tủa rồi nha. NH3 mà tới dư vào dung dịch AlNO3 3 lần thì có phải mình cũng thu được kết tủa AlOH 3 lần không? Lý do là AlOH 3 lần không tan trong NH3. Ba cháu kết tủa rồi nha. Dung dịch HCl tới dư, ở đây do HCl dư ạ, đầu tiên HCl vào NaLO2 thu được kết tủa AlOH 3 lần, nhưng do HCl dư nên nó hòa tan kết tủa. Vì vậy nên là không có kết tủa. Vứt. Dung dịch AgNO3 vào FeNO3 hai lần thì mà mình thu được là Fe3 cộng cộng với lại Ag không ạ, mình lại thu được kết tủa nữa đúng không ạ? Vậy sau khi phản ứng kết thúc thì số thí nghiệm thu được kết tủa là 1, 2, 3, 4, 4 thằng. Đáp án đúng là đáp án A. Các cháu ở đây không phải là phần chống liệt mà đây là phần là vận dụng rồi, bởi vì đây là những câu lý thuyết, phần đếm nhận định khá là khó nhá. Phần chống liệt chúng ta học vào buổi khác được không ạ? Câu số 86. Câu số 86 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Câu 86 thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Sau khi phản ứng kết thúc số thí nghiệm sinh ra chất khí là, đây là những câu cực kỳ kinh điển.
Đúng không ạ? Tổ hợp tất cả những câu lý thuyết khó nhất nằm ở đây ạ. Nào các bạn cùng comment đáp án cùng với lại thầy xem nào. Thực hiện các thí nghiệm sau sau khi phản ứng kết thúc thì số thí nghiệm sinh được chất khí là, xem nào, những thằng nào sinh ra chất khí ạ? K-NO4 mà nhiệt phân thì thu được K2-NO4 cộng với lại MnO2 cộng với lại O2 một cháo khí. Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ thì mình thu được Cu cộng Cl2 hai cháo khí. Cho dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 dư thì không có khí đúng không ạ? Mình chỉ thu được kết tủa AlOH3 lần thôi. Đúng không? Không có khí. Nhưng mà nung nóng NaHCO3 mình thu được Na2CO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O thì mình lại có khí, đúng không ạ? Ba cháo khí. Trong dịch CuCl2 vào NaOH thì mình chỉ thu được gì thôi ạ? CuOH2 lần cộng với natri. Vậy là vứt ạ. Vậy mình có bao nhiêu khí ạ? 1 2 3 nhá. Số thí nghiệm sinh ra chất khí chúng ta là ba cháu. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay share lại video này, vào đây một buổi học free ạ. Và giúp chúng mình tag tất cả các bạn sợ lý thuyết các cháu vào đây với ạ. Chưa kể ở đó là đây là cuốn sách 2.000 câu, bạn nào muốn đăng ký mua sách thì hoàn toàn nó inbox cho fanpage hoặc inbox cho chúng mình trực tiếp là Vũ Tuấn Minh ạ. Câu số 87. Câu số 87. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là, cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là thủy tinh hữu cơ plexiglass được chọn được ứng dụng làm cửa kính ô tô, đúng hay sai ạ? Cái này đúng hay sai ạ? Thủy tinh hữu cơ plexiglass được ứng dụng làm cửa kính ô tô, chính xác. Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucose, đúng không ạ? Quá trình làm rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucose, chính xác. Khi ngâm trong nước xà phòng có tính kiềm, vải lụa từ tơ tằm sẽ bị nhanh hỏng, chính xác. Bởi vì làm sao ạ? Vải lụa từ tơ tằm thì nó là gì ạ? Nó là chuỗi các polypeptide. Thế thì polypeptide thì nó dễ bị thủy phân trong môi trường kia, chính xác. Khi rớt axit sulfuric đặc vào vải cốt tông sợi bông thì chỗ vải đó bị đen rồi thủng. Bị đen là do nó bị mất nước biến thành carbon, thủng là do bị oxy hóa khử, đúng không ạ? Thế thì cốt tông sợi bông thì chính là carbohydrate, vậy hoàn toàn có hiện tượng đó. Dầu mỡ động thực vật bị ôi thiêu do liên kết CC của chất béo bị oxy hóa, chính xác tiếp. Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4, 5. 5 phát biểu đúng, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đấy, đang theo dõi video live stream của thầy thì có một vài bạn hỏi là mất gốc mà bây giờ muốn thi được 5 thì sao? Thầy nghĩ rằng đây cũng là một cái câu hỏi của rất nhiều bạn. Thì mất gốc và muốn thi được 5 thì theo dõi chuỗi bài giảng chống liệt hóa của chú Minh là được. Ok ạ. Chuỗi bài giảng chống liệt hóa sẽ được live stream liên tục ở trên fanpage Thầy Minh Bia Liên Hóa Học. Các em muốn xem không bỏ sót video thì nhớ đặt xem trước fanpage và click vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo. Câu số 88. Cho các phát biểu sau. Câu số 88, câu số 89 cho các phát biểu sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Sau khi kết thúc phản ứng thì số thí nghiệm sinh ra chất khí là. Nào xem nha, những thí nghiệm nào sinh ra khí nha. KHS4 vào BaHCO3 hai lần có sinh ra khí không ạ? KHS4 vào BaHCO3 hai lần có sinh ra khí không ạ? À, mình có H cộng vào HCO3 trừ thì mình sinh ra khí CO2 bay lên, đúng không ạ? Thứ hai ạ, NH4 NH4Cl vào NaOH thì mình có NH4 cộng cộng OH trừ, có phải mình sinh ra khí NH3 không ạ? NH3 hai khí nha, hai khí đội. Cho NaHCO3 vào CaCl2 đun nóng. Chú ý ở đây là đun nóng. Thế NaHCO3 và CaCl2 thì đun nóng có phải mình được là CaHCO3 hai lần. Đun nóng lên thì mình được CaCO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O không ạ? Đúng ạ, vậy mình có khí CO2 nhé, cả nhà phải chú ý cái từ đun nóng này. C có khí, được chưa? Rất nhiều bạn bị sai. Nhá. Tiếp tục ạ, cho dung dịch AlCl3 vào lượng dư BaOH hai lần thì không có khí, nó có phản ứng thôi chứ không có khí. Natri vào CuCl2 thì mình sinh ra natri và dung dịch thì có nước, vậy sinh ra hydro bay lên. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình có 1 2 3 4 có 4 thí nghiệm sinh ra chất khí nhá. Mình tổng cộng có 4 thí nghiệm đều sinh ra chất khí. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Các em thấy không ạ? Những cái câu này rất là hay nhá. Rất rất là hay. Ok. Thế nhá, tiếp tục ạ. Tiếp tục ạ. Câu 87 đáp án là đáp án B nhá. Câu 89. Câu 89. Cho các phát biểu sau. Câu 89 cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là
Câu 89 đáp án gì ạ? Câu 89 đáp án gì ạ? Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là dầu chuối. Dầu chuối. Đây 87 đây mà. 87 thì chữa rồi. 87 đáp án B. 5. 88 này, 89 này. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là dầu chuối, chất tạo hương liệu mùi chuối chín có chứa isoamin acetat. Chính xác, isoamin acetat, cháu này đúng. Trong công nghiệp, glucose được dùng để tráng ruột phích, đúng không ạ? Trong công nghiệp, glucose được dùng để tráng ruột phích. Chính xác. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Chính xác. Dùng giấm ăn hoặc chanh. Giấm ăn hoặc chanh thì đều có là CH3COOH. Thì khử được mùi tanh trong của cá. Cá là do amin gây ra. Amin thì là bọn bazơ. Vậy đây là axit tác dụng bazơ. Hoàn toàn chính xác. Có thể dùng nhiệt để hàn và uống ống nhựa PVC. Chính xác tiếp. Vậy mình có số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4, 5. Mình tổng cộng có 5 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C. 5 phát biểu đúng ạ. Ok ạ. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Mình sang câu số 90 ạ. Câu số 90 ạ. Cho các phát biểu sau. Mình có 250 câu đếm nhận định cơ mà. Làm tẹt tèn tèn thoải mái luôn. Cho các phát biểu sau. Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin thì diễn benzen. Hoàn toàn chính xác, bởi vì anilin thì tác dụng với brom ở điều kiện thường, còn benzen muốn tác dụng với brom thì phải ở điều kiện bột sắt hoặc nhiệt độ, đúng không ạ? Cái này chính xác. Có hai chất hữu cơ đơn chức mạch hở có cùng công thức là C2H4O2, có đúng không ạ? Là mình cùng viết rồi nhé. Hai chất hữu cơ đơn chức mạch hở cùng công thức là C2H4O2. Xem nào. HCOOCH3 và CH3COOH. Đúng luôn. Hai chất hữu cơ, hoàn toàn chính xác. Ý C, trong phân tử các amino acid đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH, cái này sai lẻ. Lysine thì có hai nhóm NH2 và một nhóm COH, đúng chưa? Glycine thì hai nhóm COH, một nhóm NH2, cái này sai lẻ. Ý D, hợp chất H2N, CH2COCH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là hoàn toàn chính xác. Anh này thì là ete nên nó thủy phân ở trong dung dịch NaOH. Đầu này con NH2 tác dụng được với HCl. Chính xác. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và sen thì đều thu được glucose. Thủy phân hoàn toàn tinh bột và sen thì đều thu được glucose. Chính xác luôn. Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo. Chính xác. Vậy ở đây mình có số nhận định đúng là 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng mình có 5 nhận định đúng. 5 nhận định đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? D, 5. D, 5 nhận định đúng. Ok. Câu số 91 ạ. 91 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau. 91. Tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối là. Ok, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đang theo dõi buổi học ngày hôm nay. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp thầy tất cả các bạn sợ lý thuyết của các em vào trong buổi học này với ạ. Câu số 91. Tiến hành các thí nghiệm sau. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa muối là. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muối ạ. Kim loại đồng dư vào dung dịch FeNO3 hai lần thì có phải mình sẽ thu được là Cu2 cộng cộng với lại Fe2 cộng không ạ? Đồng dư ạ. Đồng dư thì đồng 2 cộng và sắt 2 cộng, hai muối rồi, vứt. Sục Co2 dư vào NaOH thì mình thu được NaHCO3, chính xác. Cho Na2CO3 vào dung dịch CaHCO3 hai lần, tỷ lệ 1:1, cháu này là 1 thì cháu này là 1. Đúng không? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ thu được anh gì? CaCO3 đúng không? Và cộng với lại NaHCO3 đúng không? Hoàn toàn chính xác. Một muối rồi, bởi vì anh này là kết tủa nhá. Anh này là kết tủa rồi. Vậy dung dịch chỉ thu được một muối NaHCO3. Ý dây ạ, cho bột sắt dư vào FeCl3 thì mình chỉ thu được FeCl2, một muối, đúng tiếp. Đúng tiếp. Cho hỗn hợp BaO và Al2O3 tỷ lệ mol 1:1. Vậy số mol thằng này là 1 thì số mol thằng này là 1. Đúng ạ? Vậy thì hoàn toàn mình sẽ thu được là một muối là BaAlO2 tất cả hai lần. Ok, cả nhà nhìn rõ không ạ? BaAlO2 tất cả hai lần, chính xác. Cho hỗn hợp Fe2O3 và Cu tỷ lệ 1:1. Đây. Vậy vào HCl thì mình sẽ thu được muối sắt 3 cộng là 1 x 2 là 2 mol cộng với lại đồng. Thì có phải mình thu được là sắt 3 cộng này cộng với lại đồng thì có phải mình thu được là tạo thành đây 1 mol đồng thì mình thu được sắt 2 cộng cộng với lại đồng 2 cộng không?
Đây là hai muối mất rồi. Vậy loại đáp án gỡ. Ok ạ. Ok ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là mấy ạ? Nào nào nào. Đáp án đúng của chúng ta là mấy ạ? Nào. 1, 2, 3 và 4 ạ. Em ơi, Cu không đẩy được sắt 2 nhá. Cu sao đẩy được sắt 2? Đúng không? Ib này, NaHCO3 này, Ic này, NaHCO3 này, Ic này, FeCl2 này, Ie này, BaLO2 này. Vậy mình chỉ có 2 thôi ạ. Ok ạ. Được chưa? 1, 2, 3, 4. Tổng cộng mình có 4 thí nghiệm thu được dung dịch chứa một muội. Ok. Tiếp tục nha. Câu 92 ạ. Câu 92. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Câu 92 ạ. Cho phát biểu sau. Thầy giảng cực kỳ chậm đấy nha. Cho phát biểu sau. Số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là. Cho hydro dư đi qua hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO đun nóng thu được Fe và đồng. Đúng ạ. Hydro thì khử được các oxit của kim loại đứng đằng sau đứng đằng sau nhôm. Vậy đúng khử được hai này. Ok. Kim loại bari mà tác dụng với dung dịch CuS4 thì nhớ này, tác dụng dung dịch thì bari tác dụng với nước trước để tạo thành BaOH hai lần chứ tuyệt đối không phải là Ba đẩy được đồng ạ, nên thu được kim loại đồng là vô hiệu hóa, không khả thi. Cho BaGNO3 tác dụng với FeCl3 thì mình thu được kim loại bạc. Sai ạ, bạc cộng không ăn được sắt 3 cộng. Mà ở đây mình chỉ có thu được gì được Ag cộng cộng Cl, mình chỉ thu được AgCl mà thôi ạ. C sai ạ. D ạ. Để gang trong không khí ẩm lâu ngày thì có xảy ra một điện hóa học. Gang là hợp kim gồm có sắt và carbon, hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dịch chất điện ly. Có, chính xác. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân khi nhiệt kế bị vỡ. Chính xác, bởi vì là lưu huỳnh tác dụng với thủy ngân ở ngay điều kiện thường. Chính xác. Vậy số phát biểu đúng ở đây chúng ta là gì ạ? A, D, E. Wow, thế có rất nhiều bạn comment đúng luôn ạ. A, D, E, vậy mình có 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng là đáp án C. 3 phát biểu đúng các bạn nha. Nào, sang câu 93. Các em thấy có hay không ạ? Nếu thấy hay thì nhớ like cái video này vậy ạ. Ok ạ, rất là kinh điển đúng không? Nào, câu 93. Cho một số tính chất. Cho một số tính chất. Tinh bột có các tính chất nào sau đây ạ? Cấu trúc polymer mạch nhánh, tinh bột có amylopectin, cấu trúc polymer mạch nhánh chính xác. Tan trong nước thì tinh bột không tan trong nước, sai. Tạo với iốt màu xanh, chính xác. Tạo dung dịch keo khi đun nóng, chính xác. Phản ứng với H24 loãng để phản ứng thủy phân, chính xác. Tham gia phản ứng Tráng bạc, không. Vậy ở đây chúng ta có 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Vậy là A bỏ, B bỏ. 1, 3, 4, 5 ạ. 1, 3, 4, 5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? 1, 3, 4, 5. Ok ạ. Cả nhà hiểu không ạ? Nào mình sang tiếp ạ. Câu số 94 ạ. Những chất là thủ phạm chính gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. Nào từ từ ạ. Thủ phạm chính gây ra hiệu ứng nhà kính trước ạ. Hiệu ứng nhà kính trước, vậy nó là gì? CO2, không phải nitơ, không phải CFC. Đúng không? Mưa axit là SO2 thỏa mãn. Thủng tầng ozone. Mưa axit này là SO2 nhưng mà chắc chắn không phải là NO2, đúng không? À chắc chắn không phải nitơ, nitơ là trung tính, nitơ làm sao mà gây mưa axit được, chỉ có SO2 và NO2 thôi, thủng tầng ozone là CFC. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì ạ? Đáp án đúng chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án D. Ok. Hello chào tất cả các em. Câu số 95 ạ. 95. Cho một ít thôi nhá. Cho một ít bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư. Cho một ít bột sắt vào dung dịch AgNO3 dư. Sau khi kết thúc thí nghiệm thì thu được dung dịch X gồm một ít bột sắt, vậy là sắt hết, bạc cộng dư. Đầu tiên mình có sắt cộng với lại bạc cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với lại bạc. Nhưng do sắt dư và do bạc cộng dư nên lúc này mình sẽ có sắt 2 cộng cộng tiếp tục với bạc cộng dư để tạo thành sắt 3 cộng cộng với lại bạc. Được chưa? Vậy dung dịch X của chúng ta chỉ gồm gì thôi ạ? Do chỉ gồm FeNO3 3 lần. Đúng chưa? FeNO3 2 lần là vứt. Được chưa? FeNO3 2 lần là vứt, FeNO3 2 lần là vứt và AgNO3 dư. Đáp án đúng là đáp án A. Nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Ok ạ. Câu số 96 ạ. Các cháu phải hết sức cẩn thận nhá. Câu 96.
Được chưa? Câu 96. Cho các thí nghiệm sau. Sục. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là có bao nhiêu thí nghiệm ở đây xảy ra phản ứng hóa học ạ? Nào các bạn cùng làm xem nào. Tập trung vào làm xem nào. Câu 96 ạ. Có các thí nghiệm sau này, số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là sục H2S vào FeCl2 thì không có xảy ra phản ứng hóa học bởi tại vì là FeS nó tan trong HCl. Vứt. Sục CO2 vào nước Javen thì nước Javen là nó có gì ạ? Na ClO cộng với H2O thì cái axit carbonic lại mạnh hơn HCl nên HClO nên nó sẽ tạo thành NaHCO3 cộng với lại HClO. Được chưa? Có phản ứng này xảy ra này. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào NaF thì không xảy ra do AgF không kết tủa. Nhúng thanh đồng vào dung dịch sắt 3 thì phải đồng cộng với sắt 3 tạo thành đồng dương 2 cộng với lại sắt dương 2 không ạ? Vậy có phản ứng xảy ra. Vậy mình có số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là 3 và 4, đúng không? 3 và 6. Vậy mình có là D, hai phản ứng xảy ra. Phản ứng hóa học. Ok ạ. Dễ không ạ? Sang câu 97 ạ. 97 chỉ ra câu đúng trong các câu sau ạ. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và các em đã tập trung cho buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay share lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ, và giúp chú Minh tag tất cả các bạn và cháu ở đây ạ. Buổi học này liên tục được diễn ra vào vào các ngày trong tuần ạ. Nhớ đặt xem trước fanpage và click vào nút chuông để nhận được thông báo ạ. Câu 97 chỉ ra số câu đúng trong các câu sau. Nào, chỉ ra số câu đúng trong các câu sau. Phenol, axit acetic, CO2 đều phản ứng được với NaOH. Phenol phản ứng với NaOH là đúng. Axit acetic phản ứng với NaOH đúng, CO2 phản ứng đúng, một đúng. Phenol không phản ứng với NaHCO3, chính xác. Alkylic cũng không phản ứng với NaHCO3, chính xác. CO2 và axit acetic phản ứng được với natri phenolat và natri etilat, chính xác. Phenol, alkylic và CO2 không phản ứng với natri acetat. Alkylic CO2 không phản ứng natri acetat, chính xác. Được chưa? Nào, HCl phản ứng được với natri acetat và natri paracresolat, axit mạnh để axit yếu ra khỏi mũi của nó, chính xác. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có 5 cái ý này thì đều chính xác hết. Đáp án đúng là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D, cả 5 ý đều chính xác. Ok ạ. Sang câu 98 ạ. Câu 98 một câu hack não, hack IQ đi ạ. Có bốn hợp chất hữu cơ công thức lần lượt là số chất mà lại vừa tác dụng với natri, vừa tác dụng với NaOH mà lại vừa phản ứng trắng gương là bao nhiêu chất? Xem nhá. Đầu tiên này, các cháu mà không biết thì chú ý vào đây chúng mình giải cho. Anh này là HCHO. Được chưa? Không tác dụng với natri, vứt. Anh thứ hai ạ, HCOH. HCOOH tác dụng natri, tác dụng NaOH, tráng gương, thỏa mãn. Anh thứ ba này mới mệt ạ. Anh thứ ba này mới mệt ạ. CH2O3. CH2O3 xem nào. COOH CHO được không ạ? C2 này, H2 này, O3 này. Vừa tác dụng natri có này, tác dụng NaOH có này, tráng gương có này, vậy cháu này có. Nhìn rõ chưa ạ? Tiếp tục ạ. C3H4O3. C3H4O3, COOH, CH2, CHO, C3H4O3, thỏa mãn chưa ạ? Vừa tác dụng với NaOH, tác dụng với natri, tráng gương, có luôn. Vậy tổng cộng ở đây chúng ta có bao nhiêu chất ạ? 1, 2, 3 nhá. 3, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 3. Ok, câu số 99. Câu số 99 cho các phản ứng hóa học sau. Câu số 99 cho các phản ứng hóa học sau. Số phản ứng mà tạo thành AlOH3 lần là. Xem nào, có bao nhiêu phản ứng mà tạo thành AlOH3 lần là. Số phản ứng tạo thành AlOH3 lần là. Al2O3 vào dịch NaOH thì không bao giờ sinh ra được AlOH3 lần nhá. Vứt. Al4C3 cộng nước ạ thì chắc chắn sinh ra được AlOH3 lần, và ngoài ra còn sinh ra CH4 nữa. Các cháu chú ý ghi lại những phương trình này lại nhá. Ba, dung dịch NaAlO2 vào CO2 thì mình thu được, trong này phải cộng với nước nữa thì mình thu được AlOH3 lần cộng với lại NaHCO3 nhá. Vậy anh này cũng thu được AlOH3 lần, hai cháu. Dung dịch AlCl3 vào
N2, CO3 thì ngoài việc thu được ALOH 3 lần, mình còn thu được cả CO2 bay lên nữa. Ba cháu, được chưa? Dung dịch AlCl3 vào dung dịch NH3, mình thu được ALOH 3 lần, thằng này không tan trong NH3 dư. Bốn cháu. Nhôm vào dung dịch NaOH thì không thu được ALOH 3 lần. 1, 2, 3, 4. Được chưa? Vậy số phản ứng có tạo thành ALOH 3 lần là 4 thằng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, rất nhiều bạn làm đúng luôn ạ. Rất tốt ạ. Rất rất nhiều bạn làm đúng ạ. Nào, sang câu 100, một con số cực kỳ tròn ạ. Sang câu 100, một con số cực kỳ tròn. Cho các phản ứng sau. Cho các phản ứng sau ạ. Số phản ứng tạo thành hydro là, xem là có bao nhiêu phản ứng sinh ra hydro đấy ạ. Cho các phản ứng sau, số phản ứng tạo thành hydro là. Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang nhiệt tình comment đáp án của cái bài ngày hôm nay ạ. Cái việc mà các cháu comment nhiệt tình đáp án là một cái nguồn động lực giúp cho chú Bình có thể dạy các cháu các buổi sau nhiệt tình hơn ạ. Nào, Ba cộng với lại H2O thì mình thu được BaOH 2 lần cộng với H2 một cháu, đúng không? Phân hủy CH4 thì có phải mình thu được C2H2 cộng H2 không ạ? Hai cháu ra H2 ạ. Hòa tan nhôm trong NaOH thì phải mình thu được Na AlO2. Không những vậy, chúng ta còn học được cả lý thuyết nữa. H2 có luôn ạ. HF và SiO2 thì mình chỉ thu được gì ạ? SiF4 cộng với lại H2O thôi, không có hydro, vứt. Silic vào NaOH đặc thì có phải mình thu được Na2 SiO3 cộng với lại hydro không ạ? Có ạ. Điện phân dung dịch NaCl thì có phải mình thu được NaOH cộng với lại Cl2 cộng với H2 không ạ? Chính xác ạ. Lên men glucose thì mình chỉ thu được gì? Hai lần thằng C2H5OH cộng với lại hai lần thằng CO2 mà thôi, không có hydro. Vậy mình có số phản ứng tạo thành hydro là 1 2 3 4 5, 5 phản ứng. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 5 ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 5. Ok ạ, cả nhà hiểu bài không ạ? Mình có 5 phản ứng nhé, tổng cộng mình có 5 phản ứng sinh ra hydro. Được chưa? 1 2 3 6 7, và cái 6 này là cái mà các em hay bị quên nhiều nhất nhá. Câu 101. Câu 101 ạ. Khi nhiệt phân, số phản ứng thuộc loại phản ứng ô xóa khử là. Khi nhiệt phân, số phản ứng thuộc loại phản ứng ô xóa khử là. Nhiệt phân thì mình có này, N4, N3, mình nhiệt phân chỉ cần có thay đổi số xóa là được. N2O thay đổi số xóa rồi, 1. Đúng không ạ? N4, N2 nhiệt phân thì mình thu được N2 cũng có thay đổi số xóa, 2. N4HCO3 nhiệt phân thì mình thu được NH3 cộng CO2 cộng H2O, không có sự thay đổi, vứt. CaCO3 mình nhiệt phân thì mình thu được CaO cộng CO2, không có sự thay đổi, vứt. KMNO4 nhiệt phân thì mình thu được K2MNO4 cộng MNO2 cộng O2, có sự thay đổi. Ok ạ. NaNO3 nhiệt phân thì mình thu được NaNO2 cộng O2, có sự thay đổi ạ. FeNO3 2 lần nhiệt phân thì mình thu được Fe2O3 cộng với lại NO2 cộng với O2, đúng chưa? Có thay đổi. Vậy mình có 1, 2, 3, 4 và 5. Vậy số phản ứng thuộc loại ô xóa khử là 5 phản ứng ở chỗ này. Chỗ này đáp án bị chạy mất rồi. Có là đáp án là 5 nhá. B, 5 phản ứng. 1, 2, 3, 4 và 5. 5 phản ứng nhá. Ok ạ. Câu 102. Cho các trường hợp sau, số trường hợp tạo thành đơn chất là. Cho các trường hợp sau, số trường hợp tạo thành đơn chất là. Cái yếu kém nhất của các cháu khi học hóa đấy là các cháu không nhớ phương trình. Thì ở đây chú Bình vừa chữa, chú Bình vừa like vừa nhắc lại phương trình cho các cháu. Đấy. Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2 thì mình thu được NH4NO2. NH4NO2 thì nhiệt phân tạo thành N2 cộng H2O bay lên. Đúng chưa? Vậy ở đây tạo thành đơn chất một cháu. NH3 và đi qua CuO đun nóng thì mình thu được N2 cộng với lại Cu cộng với lại H2O ạ, đúng không ạ? Vậy đây có khí ạ. Chính xác, có hai thằng tạo thành đơn chất. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Câu 103. 103. Cho các chất sau, số chất làm mất màu dung dịch KMNO4 là điều kiện thường ạ. Nhớ là điều kiện để làm mất màu dung dịch KMNO4 là gì ạ? Điều kiện để làm mất màu dung dịch KMNO4 là gì ạ? Nhớ là phải ở điều kiện thường nhé, là có nối đôi CC. Toluen không có nối đôi CC, vứt. Ethylene đây ạ.
Có nối đôi CC 1 chảo butadien đây ạ. Có nối đôi CC 2 chảo styren đây ạ. C6H5 C nối đôi C 3 chảo ạ. Vinyl acetylene đây ạ. 4 chảo ạ. Ethanol không ạ. Dimethyl ceton không ạ. Propylene đây ạ. Cần gì phải lưu ý câu này dễ. 1, 2, 3, 4, 5. Câu này dễ ợt. Việc gì phải lụi ạ? 1, 2, 3, 4, 5. 5 thằng đáp án đúng là đáp án A. 5. Nhá. Câu 104. Câu 104 ạ. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là 104. Đề bài hỏi là số phát biểu đúng là gì? 104 nào? Cả nhà cùng comment xem nào. 104 nào? Có bao nhiêu phát biểu đúng ạ? Anhydride vừa có tính oxy hóa vừa tính khử, đúng hay sai? Anhydride tác dụng được với hydro thì nó thể hiện là tính oxy hóa nhá. Nó tác dụng được với lại AgNO3 thì nó thể hiện tính khử. Một cháu đúng. Phenol tham gia phản ứng thế brom khó benzen, sai. Phenol tác dụng với brom ở điều kiện thường, còn benzen muốn tác dụng với brom thì phải đột sắt nhiệt độ, đúng không ạ? Sai. Anhydride tác dụng với hydro dư xúc tác niken đun nóng thì thu được ancol bậc 1, chính xác. Đây là anhydride RCHO mà tác dụng với hydro dư thì mình thu được RCH2OH ancol bậc 1, chính xác luôn. Dung dịch axit acetic thì tác dụng được với COH 2 lần, chính xác, bởi vì anh này anh có tính axit, anh này có tính bazơ, hoàn toàn chính xác. Ok ạ. Dung dịch phenol trong nước thì làm quỷ tím hóa đỏ, có đúng không ạ? Phenol có làm quỷ tím hóa đỏ không ạ? Phenol không làm quỷ hóa đỏ, sai. Trong công nghiệp aceton được sản xuất từ cumen, chính xác. Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là 1 2 3 4, chúng ta tổng cộng có 4 phát biểu đúng nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ, cả nhà hiểu không ạ? Khó quá, đúng không? Khó lè cổ à? Đấy thì ở đây mới thế mới gọi là chúng ta hết sợ lý thuyết, đây mới gọi là chinh phục lý thuyết, cứ học với chúng mình liên tục như thế này thì làm gì còn lý thuyết khiến chúng ta sợ nữa. Đúng không ạ? Nếu mà bạn nào thấy điều đúng điều đó thì hãy like ạ. Câu 105. Câu 105. Có bao nhiêu chất hoặc dung dịch sau đây cho phản ứng với nước brom? Phản ứng với nước brom nhá, điều kiện nào cũng được, miễn là nước brom phản ứng. Thế tương đương với việc là nó là mất máu dính nước brom đấy ạ. Glucose có, fructose không, sắt không, man có, ancolic không, anhydride acetic có, axit formic có, tại vì nó có đầu HCSO này. Đây. Đúng chưa? Đây đầu anhydride có. Axit benzoic không, phenol có, kết tủa ngay điều kiện thường, anilin có, kết tủa ngay điều kiện thường. Vậy đây mình có một, xuất hiện đến ở đây 1 2 3 4 5 6, nhìn rõ chưa? 1 là glucose, 2 là man, 3 là anhydride acetic, 4 là acid formic, 5 là phenol, 6 là anilin. Vậy đáp án đúng là đáp án A 6. Cái dạng này thì là có 2 đến 3 câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia nhé. Nhưng mà lý thuyết của nó thì phụ rất là nhiều. Câu 106 ạ. Câu 106 ạ. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi tác dụng với hydro tạo thành butan? Butan là mạch như này. Thế thì chỉ cần những cái thằng nào mà cũng có mạch như thế này là thỏa mãn thôi. Alpha butylen là cháu này. Alpha butylen cháu này để dạng mạch cộng hydro thành cháu này là thoải mái rồi. Bút một in đây ạ. Cộng hydro full thì tạo thành cháu này là thoải mái tiếp. Tran bút 2N ở đây. Cộng hydro tạo thành cháu này thoải mái tiếp. Butadien đây. Thoải mái tạo thành, đúng không ạ? Tiếp. Vinyl acetylene đây ạ. Thoải mái tạo thành thằng này khi cộng hydro full hết. Được. Isobutylen là cháu này có mạch nhánh ạ. Riêng cháu này không được. Vậy tổng cộng số chất là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cháu. 5 cháu ở đáp án đúng của chúng ta. À, đáp án đây chúng mình sửa này thành 5. 1, 2, 3, 4, 5 cháu ạ. Ok ạ. Cả nhà nhìn nhìn rõ chưa? Câu 107 ạ. Câu 107. Thủy phân hoàn toàn một mol oligopeptide X mạch hở thu được hai mol gly, gly 2, ala 1, valin 1, tyrosin 1. Mặt khác nếu thủy phân không hoàn toàn thì thu được sản phẩm chứa gly valin đứng cạnh nhau, valin gly đứng cạnh nhau nữa. Đúng chưa? Thế thì gly valin mà valin gly. Thế ở đây chỉ có một va, vậy thì mình ghép lại luôn rồi. Ghép lại luôn để tạo thành G, V, G. Được chưa? Thỏa mãn nha. Đây gly valin, valin gly. Được chưa? Vậy là còn một ti đứng ở ngoài. Đúng chưa? Và một ala đứng ở ngoài. Vậy mình có ba thằng này sắp xếp. Đúng chưa? Phân biệt thứ tự.
Vậy là nó sẽ là 3 dây thừa. 3 dây thừa thì bằng mấy ạ? 3 dây thừa thì bằng 6. Đáp án đúng là đáp án B, bò cả nhà nha. Nhớ chú ý để ý những cái dạng này. Câu 108. Ở điều kiện thường thì số chất có thể hòa tan được C hai lần là. Ở điều kiện thường thì số chất có thể hòa tan được CuO2 hai lần là. Bạn nào muốn đăng ký mua sách hay là đăng ký các khóa học thì hoàn toàn inbox cho chú Bình vậy ạ. Ok ạ. Nào câu 108 ạ. Hòa tan CuO2 hai lần. Hòa tan nhá, ở điều kiện thường anhít axit là phải đun nóng nhẹ cơ. Vứt. Axit axit thì axit hòa tan CuO2 hai lần là hoàn toàn có. Ethylene glycol có OH đa kề hòa tan, chính xác. Propan 1,3 dion, OH này là có đa nhưng không kề, vứt. Peptide glyala valine thì nó tạo thành màu tím, chính xác. Glucose OH đa kề có. Saccharose OH đa kề có. Fructose OH đa kề có. Vậy mình có 1 2 3 4 5 6 nhá. 6 chất ở điều kiện thường có thể hòa tan CuO2 hai lần, được chưa? 6 chất, vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D ạ. Đáp án đúng đáp án D. Đây, 1 2 3 4 5 6, 6 chất đáp án đúng đáp án D. Câu 109 ạ. Nào, 109 xem nào. Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa trong các thí nghiệm sau đây là bao nhiêu? Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa trong các thí nghiệm sau đây là bao nhiêu? Nhớ là phải ăn mòn điện hóa nha. Ăn mòn điện hóa là phải có hai điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Bari vào COS4 này là không hai điện cực rồi, bởi vì bari vào nước tan hết tạo thành bè hoa này lần. Vứt. Sắt dư và bạc, nhìn nhá, sắt dư và bạc này. Sắt cộng với bạc cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng bạc. Do đây là sắt dư nên mình có hai điện cực sắt bạc tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly. Một cháo. Hết sức để ý câu này, dạng câu này. Đồng vào FeSO4 3 lần, đồng cộng với lại sắt 3 cộng thì tạo thành đồng 2 cộng cộng với sắt 2 cộng. Được chưa? Không có hai điện cực nhá. Được chưa? Vớt. Kẽm HCl đi ăn mòn hóa học chỉ có một điện cực thôi. Đồng bạc vào MgCl2 ạ. Hai điện cực tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly, thỏa mãn. Đồ vật bằng thép phủ sơn rất kín và không khí ẩm, không có. Một miếng gang và nước vui trong. Gang là gồm có hai điện cực sắt carbon tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly là nước vôi trong, có. Vỏ tàu biển bằng thép được gắn miếng kẽm ở phần ngập nước biển, chính xác. Vậy mình có này, 1 2 3 4, được chưa? Vậy mình có 4 cháu đều là ăn mòn điện hóa nhá. B, bò. Ok, chúng mình nhìn thấy rất nhiều cháu comment đúng câu này đấy ạ. Nào, câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay ạ, câu 110 ạ. Câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay ạ, câu 110 ạ. Đến câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay rồi, còn lại là ngày mai chúng ta học tiếp. Thế nhưng mà bây giờ chú Bình rất là mong muốn các bạn cùng comment xem câu 110 này, tất cả các bạn đang theo dõi buổi học này, đáp án là bao nhiêu ạ? Số chất tác dụng được với axit formic trong điều kiện thích hợp là. Số chất tác dụng được với axit formic trong điều kiện thích hợp là. Axit formic là HCOOH, hay cấu trúc của nó là H C nối đôi O OH. Được chưa? Thì magie là có rồi, đúng không? Magie là kim loại đứng đằng đứng đằng sau, đứng đằng trước thằng hydro. CuO2 hai lần là bazơ có. Ozone có không ạ? Ozone là phản ứng đốt cháy đúng không? Có. Oxy có thì dĩ nhiên là ozone có. Axit nào chả cháy. Brom ạ, thằng brom còn oxy hóa được axit không? Không ạ, hết rồi. Axit tác dụng với MgHCO3 hai lần có đúng không? Axit mạnh để axit yếu. Thằng anh này không tác dụng với NaCl bởi vì là HCl mạnh hơn thằng này. Ca5OH là phản ứng ST hóa đúng không? CH3CONa. Chú ý này, HCOH mạnh hơn CH3COH nên nó phản ứng được với CH3CONa. Đây, phản ứng với CH3COONa để nó tạo thành HCOONa cộng với lại CH3COOH, axit mạnh để axit yếu ra khỏi muối của nó. Nhớ chưa? Vậy ở đây, số chất tác dụng được với axit formic ở điều kiện thích hợp là 1, 2, 3, 4, 5 và 6 chất. Được chưa? Cả nhà nhìn rõ chưa? Chúng ta có 6 chất nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Đấy. Những cái câu ở bên trong cái cuốn sách này là cực kỳ kinh điển và cực kỳ thú vị ạ. Đấy. Buổi sau chúng ta sẽ làm tiếp từ câu số 111 nhé. Các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chú Minh và click vào nút chuông để liên tục nhận được thông báo của các cái buổi dạy của chú Minh ạ. À, hãy share lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn và các cháu ở đây và ok ạ. Buổi học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc.
Bye bye, chào tạm biệt các cháu, hẹn gặp lại các cháu vào buổi sau nha. Bye bye.